công dụng của cá diếc này. Hôm nay mình đang rán cá diếc này và mình muốn chia sẻ về cái cá diếc này. Cá diếc này này là một cái loại cá này ngày xưa thì rất là hay ăn, nhưng bây giờ thì cá diếc này nó không còn phổ biến nữa. Vì bắt được cá diếc cũng rất là khó bắt ấy, thì nó không còn nhiều nữa như ngày xưa ấy. Và bây giờ có nhiều loại cá hơn, là nhiều mọi người ăn nhiều loại cá hơn, cá khác nó phổ biến hơn nên cá diếc ít được biết đến. Nhưng mà cái cá diếc này nó rất là tốt và mình muốn chia sẻ về cá diếc này cho nhiều bạn mà chưa ăn cá diếc và chưa biết về cái công dụng của cá diếc này để chúng ta biết nhé. Cá diếc này thì như nhà mình thì mình ăn rán giòn lên như này. Rán giòn thì trước khi rán thì mình nói qua lên là chúng ta sẽ ướp một chút muối để cho nó rắn cá và chúng ta rán. Còn nếu chúng ta ướp nhiều muối thì khi còn trước khi rán thì chúng ta phải rửa sạch cá đi để cho muối nó bớt mặn đi rồi chúng ta mới rán. Rán như này cá vừa giòn nó lại vừa ráo nước và rán cá ăn rất là ngon. Và cá diếc này không chỉ là món ăn ngon mà nó còn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe, đặc biệt đối với những người bị bệnh suy nhược cơ thể. Cá diếc còn có tên gọi là tức ngư, phụ ngư. Có vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng bổ tỳ kiện vị, ích khí, bổ huyết, hành thủy, tiêu thũng, tiêu hát, sát khuẩn. Dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, đầy bụng, tiêu hóa kém, thúc đẩy việc tạo sữa, trị viêm đại tràng, mãn tính, chữa vàng da. Chúng ta có thể dùng được rất là nhiều bài thuốc từ cá diếc này. Ví dụ như là những cái bài thuốc về bổ huyết này, về trị tiểu đường này, trị chứng tích thực này, chướng bụng này, ăn không tiêu này, trị chứng buồn nôn nôn mửa này, trị chứng đại tràng mãn tính này, trị đau gan vàng da này, sản phụ thiếu sữa này, sức yếu này, sau sinh này, thì chúng ta dùng cá diếc cũng rất là tốt nhé. Nhưng mà nó sẽ có những công thức riêng và các bạn nếu mà dùng thì các bạn hãy tìm hiểu nhé. Và bốn cái nhóm người thì không nên ăn cá diếc như là người bị bệnh gút này, người bị dị ứng với cá này, bệnh nhân mắc bệnh gan và bệnh thận này, và người bị rối loạn chảy máu. Thì những người đấy thì hạn chế ăn cá diếc nhé. Còn cá diếc thì nó cực kỳ tốt như vậy đấy, cho nên chúng ta hãy bổ sung cái cá diếc này vào khẩu phần ăn của gia đình mình nhé. Và bây giờ mình sẽ rán những con còn lại. Đây, cá diếc nó rất là đây, to như này thôi, nhỏ như này ạ. Hôm nay mình ăn thì mình tiện mình chia sẻ về cái cá diếc như vậy thôi, để cho các bạn mà chưa biết về cá diếc thì chúng ta hãy thử ăn cá diếc, nó ngon và nó lại còn rất là tốt ấy. Các bạn có thể kho lên chúng ta ăn nhé, thay đổi đũa, vì bây giờ mình không muốn ăn nhiều dầu ấy, cho nên mình rán ít dầu như này để khi mà ăn thì nó giảm bớt đi dầu mỡ đi. Rán như vậy lên hết rồi chúng ta dùng nước chấm cá chúng ta.